shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi hồi sinh các cái loài cây cổ đại nha các bạn ơi. Ở đây thì mình đã cho mấy cái hóa thạch của cây rồi nè vào những cái analyzer để cho nó lọc ra những cái bào tử nha các bạn ơi. Đây chính là những cái bào tử của cây nè. Ui, mình phải cần dọn mấy cái chest này đi thôi. Trời, nó rất là nhiều đồ rồi nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ cất vào trong này quá. Quá chừng đồ luôn. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh 4 loài cây luôn nha. Đó, mỗi tập 4 loài. Mình chắc muốn cho xong cái series này luôn quá. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 16 loài cây chưa có hồi sinh nè. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ đi hồi sinh cái loài Ancient Fern. Đây là loài dương sĩ cổ đại nha các bạn ơi. Loài thứ hai là Lycobody Fighter. Cái tên khá là dài luôn. Đây là một trong những loài cỏ cổ đại đó các bạn à. Tiếp theo là cũng một cái họ dương sĩ luôn, đó chính là Benetitales. Đó, một họ dương sĩ luôn nha. Và cuối cùng là Cephalotaxus. Đó, cái loài này là thông đuôi bò nha các bạn ơi. Hay còn gọi là cái thông mặn cũng được. Đó, nói chung thì Google nó dịch sao thì mình đọc như vậy thôi, chứ mình cũng không có am hiểu về những cái loài cây này cho lắm. Nói về khủng long thì mình biết chứ, mấy cái loài cây cổ đại thì mình bó tay anh em à. Rồi, tập ngày hôm nay thì đi hồi sinh 4 cái loài này thôi. Thì ở đây mình đã có sệt sẵn hết rồi nè. Đó, chúng ta sẽ cần phải có những cái bào tử của nó trước nha các bạn ơi. Thì bào tử các bạn có thể có được bằng cách cho mấy cái plant fossil vào những cái analyzer nè, để cho nó lọc ra nha các bạn ơi. Mình định dùng cái từ gì đó nhưng mà quên mất tiêu rồi. Rồi, thì ở đây á, chúng ta sẽ tiến hành tìm các bào tử thôi bạn à. Đây, chúng ta đã có được Benetitel rồi nè. Tiếp theo là cây ôi, vẫn là Benetitel luôn hả? Sao nó không tự sắp xếp vậy ta? Ui, khá là lộn xộn đây. Mình sẽ tìm tiếp ở phía bên này luôn nha các bạn ơi. Hy vọng là có thêm nhiều loài khác nhau nữa. Chúng ta có cái củ gì đây nè. Đây là Lycobody Fighter. Trời ơi, cái tên này các bạn phải đọc thật là nhanh các bạn à. Nhưng mà theo mình đọc chậm đi cho nó dễ đọc. Đọc nhanh nó bị lẹo lưỡi đó. Đây là cái loài cỏ cổ đại hả? Cũng khá là xịn sò đó. Ôi, từ những cái máy lọc cát này nè, chúng ta vẫn có thể có được những cái Ancient Fern nữa nè. Những cái loài dương sĩ cổ đại luôn các bạn ơi. Ngon lành. Và phía bên này chúng ta có được Benetitel nữa nè. Vẫn là Lycobody Fighter luôn nè. Ui, có 3 loài thôi. Còn cái loài nữa là cái gì vậy? Cái loài nữa là Cephalotaxus các bạn ơi. Nãy giờ mình quên tìm hèn gì. Đây nè các bạn ơi, Cephalotaxus nè. Đó, mình tìm lại trong những cái máy lọc cát này nó có không ta. Ui, máy lọc cát nó chuyên lọc ra những cái bào tử của dương sĩ cổ đại không à. Nói chung cũng khá là hay anh em à. Đây, Cephalotaxus nè. Trời ơi, nãy quên tìm. À, ở đây chúng ta có được những cái Paleograph hóa đá nè các bạn ơi. Hóa thạch đó các bạn à, cũng khá là hay đó. Và bên đây nó vẫn có được Cephalotaxus nè. Hên vãi chưởng ạ. Trời ơi, mình tưởng không có cái bào tử của cái loại này chứ. Hên quá anh em ơi. Bên đây lấy thêm mấy cái Ancient Fern nè. Của dương sĩ cổ đại nó nhiều kinh khủng luôn. Mình nghĩ là như vậy là đủ rồi đó. Mình sẽ đi tìm những cái hạt giống của các cái loài còn lại nha bạn ơi. Đó, qua bên này kiếm coi. Ta la. Ui, vẫn là dương sĩ cổ đại, chứ mình sẽ không lấy đâu. Qua đây lấy từ những cái analyzer này nè. Đây, Benetitel nè, Cephalotaxus và Lycobody Fighter. Đọc muốn lẹo cái lửa gì đó. Rồi xong về bên đây rồi nè, chúng ta sẽ đi qua cái viện nghiên cứu bên kia coi. Cái bảo tàng kết hợp với viện nghiên cứu luôn đó các bạn ơi. À, bên đây thì chúng ta có được những cái Lycobody Fighter nè và Benetitel. Cái này thì hôm bữa mình để vào đó các bạn ơi. Mình soạn những cái rương á, đó mình có để vào. Chứ mấy cái máy lọc cát đó nó chỉ lọc ra mấy cái Ancient Fern thôi. Chứ ba cái loài còn lại nó không có lọc ra được đâu nha. Qua bên này chúng ta kiếm tiếp tục nữa nè. Ồ, may quá nó vẫn còn có các bạn ơi.
Và phía bên này cũng vậy luôn. Sau khi đã có đủ 4 cái loại bào tử này rồi á, thì mình sẽ tiến hành cho nó vào các cái thùng cấy nha, để mà hồi sinh nó trực tiếp luôn nha các bạn ơi. Ui, mình có để mấy cái xô bên đây không ta? Đây các bạn ơi, 8 cái xô nè, hên quá. Vẫn còn để. Ôi, bên đây vẫn 8 cái xô luôn, hên vãi chưởng ạ. Mình sẽ múc một tí sữa đi. Đó. Rồi, múc hết luôn các bạn ơi. Ở đây chúng ta có được 8 cái thùng cấy hả? Ui, sao thùng cấy mình lại để Release Wrap vào đây ta? Bị ngáo hả? Mình sẽ để những cái Cephalotaxet vào trong đây luôn nha các bạn ơi. Đó. Tiếp theo là, à, mình sẽ chia ra làm hai đi ha. 4 cái mà. Tiếp theo vẫn là Cephalotaxet nè. Phía bên này thì mình cho Benetitel đi. Ôi sao mình lại cho mấy cái Biofossil vào trong đây ta? Nhưng mình để nhầm thì phải. Đúng rồi nè, mình để nhầm quá chừng luôn nè. Rồi, bỏ sữa vào anh em à. Hết sữa thì mình sẽ thay nha các bạn ơi. Rồi, và đây là cái thùng cấy cuối cùng. Xong luôn rồi đó. Xong tiện thì mình sẽ bỏ mấy cái Relic Grab vào trong đây luôn. Ôi, các bạn có để ý không? Mỗi lần mà mình cho hóa thạch vào trong này á, cái máy nó sáng lên đó các bạn à. Khá là hay ha. Ok, chắc mình sẽ cho qua những cái analyzer phía bên này đi. Bên này nó hơi tối đúng không? Mình sẽ cho hóa thạch vào nè. Đó, nó sáng lên ngay. Khá là xịn sò các bạn à. Mình sẽ đứng đây và chờ cho nó hình thành các cái cây cổ đại nha. Ui, hay vãi các bạn ơi. Đây nè, đây là mấy cái cây cổ đại nè. Từ các cái bào tử thì nó sẽ tiến hành đi hồi sinh thành cái cây luôn nha các bạn. Ui, hay vãi. Có điều đây là phiên bản mod, nó khá là cũ á, nên nhìn nó cũng không có được rõ ràng cho lắm. Nhìn nó cũng không có đẹp cho lắm ha. Nhưng mà có là được rồi các bạn ơi. Chờ một xíu coi. Cái quá trình cấy ghép á, nó cũng hơi lâu một xíu nữa các bạn ơi. Nãy giờ nó mới được có nửa ống à. Lâu vậy. Thì 4 cái loại cây cổ đại á, mình sẽ trồng vào 4 cái ô ở đây nha. Ui, có một cái cultivate nó bị fail rồi các bạn ơi. Một cái thùng cấy nó đã bị thất bại rồi kìa. Chúng ta còn phải chế tạo lại mấy cái thùng cấy nữa thôi. Rồi, để mình đi qua mình dọn dẹp cái chỗ này coi. Ui, nó thất bại rồi các bạn ơi. Và khi thất bại thì nó sẽ cho mình một cái failure plan nè. một cái cây thất bại đó các bạn ơi. Chắc mình sẽ cất mấy cây vào trong đây luôn quá. À, chỗ này thì chúng ta không có đặt cái kệ sách được hả? Để mình đập cái kệ sách ra và đặt ở chỗ khác đó các bạn à. Đó, đặt đây đi cho nó hợp lý. Chứ mình đặt chỗ này á, mình không mở cái rương ra được. Đó. Ui, có vẻ hợp lý hơn rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà đặt thế này lại mở được nè. Chúng ta có lại được mấy cái Iron Ingot. Nó cho mình một cục đất làm cái gì không biết nữa. Cho cục đất thì mình sẽ cất vào trong đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhà và chế tạo thêm những cái Cultivat nha các bạn ơi. Đó. Tại vì phòng cái trường hợp á, nó sẽ thất bại đó các bạn à. Để mình search công thức của nó luôn nha. Cultivat. Được rồi. Mình tìm khá là nhiều vật phẩm nè. Cultivat. Đây các bạn ơi, công thức của nó sẽ cần một cái cactus nè, một xô nước, ba cục sắt và bốn cái kiến hả? Ok, công thức cũng khá là đơn giản thôi. Giờ đi múc nước thôi các bạn ơi. Chỗ này là nước vĩnh cửu mà, cứ múc thoải mái thôi. Múc rồi nó lại ra thôi. Ok, mình sẽ bỏ vào đây và chế tạo thôi. Chúng ta sẽ bỏ cactus green vào nè. Glass. Và cái gì nữa không ta? Xô nước nè. Mình sẽ lấy bớt mấy cái vật phẩm này ra đi. Để bỏ thiệt là nhiều xô nước vào các bạn ơi. Đây, Kitsubat. Ui, được 5 cái à. Mình sẽ bỏ thêm 5 cái xô nước tiếp tục nha các bạn ơi. 5 cái nữa nè. Và chúng ta đã có được 10 cái rồi đó. Ngon lành liền. Mình sẽ cất những cái vật phẩm này vô lại nha. Vàng nè, sắt nè. Bỏ mấy cái xô vô lại luôn đi. Khi nào cần chế tạo chúng ta sẽ chế tạo tiếp. Bỏ các tết vào luôn đi nha các bạn. Mình sẽ dọn dẹp cho nó đẹp đẽ một xíu đã. À, cuối cùng cũng đã xong rồi nè. Trời ơi. Để mình lấy ra mấy cái thùng sữa hả? Trời đất ơi. Đó. Rồi, bây giờ đi vô trong đây lại thôi các bạn à. Đi vô viện nghiên cứu lại thôi. Ui, may quá, nó không có cái nào fail nữa rồi. Chúng ta sẽ tiến hành
cho tiếp tục. Đây là Bennett Chichel hả? Trời ơi, Bennett Chichel. Mình sẽ cất mấy cái Kujovac vào trong đây đi ha. Khi nào còn chúng ta lại lấy ra tiếp. Đây, xếp như vậy đi. À, nhìn cho nó xịn sò hơn các bạn ơi. Giờ sẵn tiện thì chúng ta sẽ thêm sữa vào trong đây luôn đi ha. Tí nữa đỡ mất công các bạn ơi. Hiện tại thì tất cả 8 cái thùng cấy nó đã hoàn thành rồi nha các bạn ơi. Và chúng ta đã có được mấy cái Benetitel seed nè. Đó, hạt giống của Benetitel. Tiếp theo là những cái bào tử của Lycobodio Fighter rồi nè. Và tiếp theo là những cái cây Cephalotexid. Ui, cái này là hạt giống luôn hả? Hai loại hạt giống, một loại bào tử. Và cái cây dương sĩ cổ đại nè. Mình sẽ đính chính lại là chúng ta sẽ không cần phải cho nó vào trong các cái thùng cấy đâu nha bạn ơi. Tại vì nó không có hoạt động. Đó, chúng ta có thể trồng trực tiếp luôn. Đó, và muốn trồng dương sĩ á, chúng ta cần phải trồng dưới những cái tán cây nha. Đó, ở đây thì mình sẽ đi cắt mấy cái lá cây cái đã để mà đi trồng dương sĩ nè. Đi ra ngoài kiếm thêm lá cây thôi các bạn ơi. Trời ơi, làm nãy giờ tôi mò mẫm quá chừng quá đất luôn. Rồi, đi ra đây kiếm thêm nào. Mình sẽ sử dụng lá của các cái cây gỗ sồi nha các bạn ơi. À, rồi, làm cho nó gọn thôi. Một cây thôi là chắc là đủ rồi đó. 47 cái lá luôn nè, quá đủ luôn. Chúng ta cắt thêm cỏ làm cái gì nữa vậy ta. Rồi, bây giờ đi về nhà thôi bạn ơi. Mình sẽ teleport cho nó nhanh nha. Đó, về tới nhà rồi đó. Để trồng mấy cây dương sĩ này á thì chúng ta còn phải đặt nó ở dưới mấy cái tán lá nha các bạn ơi. Chắc mình sẽ đặt chỗ này quá ha. Đây, chúng ta sẽ cho lá nó cao cao hơn một xíu không ta. Hay là như vậy là đủ rồi ta. Cho nó cao một xíu các bạn ơi. Đó. Rồi. Ui, mất cái bức tranh của chúng ta rồi. Đây, ở đây mình sẽ tiến hành làm cái chỗ cho mấy cái dương sĩ nó mọc nha. Ui, chết rồi. Thôi, đập cái lá này luôn đi. Bỏ luôn chứ biết sao giờ. Rồi, bên đây chúng ta sẽ ra được 2 ô. Bên này cũng 2 ô luôn. Là chúng ta đã có một nơi để mà trồng dương sĩ rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ đặt lại cái bức tranh này nha. Chắc mình sẽ thay bằng cái bức tranh này quá các bạn ơi. Tìm nãy giờ nó mệt quá à. Để mình cất mấy cái lá lại coi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi hồi sinh cái loài cây dương sĩ cổ đại trước nha các bạn ơi. Cái này chúng ta không cần phải bỏ vào thùng cấy gì cả. Có được là trồng nó trực tiếp luôn nha. Đây. Ồ, đây chính là những loài dương sĩ cổ đại nha các bạn ơi. Rất hấp dẫn luôn. Các bạn có thể trồng ít cũng được. Để mình trồng một xíu thôi nha. Để mình coi nó có lan ra không nha các bạn ơi. Đó, hy vọng là nó sẽ lan. Nếu nó không lan thì mình sẽ trồng tiếp. Đó, để dành như vậy thôi. Thì các cái loài khủng long ăn cỏ á, nó sẽ ăn cái loài dương sĩ này nha các bạn ơi. Đó, và ba cái loài còn lại á, thì nó sẽ không ăn nha. Nó cũng khá là hay luôn. Chắc mình cũng sẽ trồng mấy cái loài dương sĩ này vào trong cái chuồng khủng long ăn cỏ luôn nha các bạn ơi. Đó. Thôi, để chúng ta đi ngủ cái đã. Cây dương sĩ đó, nó mọc ở dưới mấy cái tán lá nữa chứ. Ui, hay vãi chưởng ạ. Thế là đã có được một cái loài cây cổ đại rồi đó. Dương sĩ cổ đại các bạn ơi. Để mình coi nó có lan ra mấy cái xung quanh không vậy ta. Nó còn 4 ô nữa đúng không? Để mình đi kiểm tra mấy cây dương sĩ coi. Ui, nó lan ra thiệt nè các bạn ơi. Hấp dẫn ta. Và như nó cũng cao lên nữa thì phải. Để coi mình còn tiếp bột xương nào không. Để bón thử coi thử nó ra cái gì nha các bạn ơi. Còn bột xương nè. Đó. Cho mình ra mình bón coi thử nó ra cái gì nha. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Bón được không ta? Ui, bón không được các bạn ơi. Cái này là cái cây nó tự phát triển thôi. Cái loài cây tiếp theo mình sẽ đi tái sinh. Đó chính là Benetitel nha các bạn ơi. Ui, và mình trồng không có được nè. Ui, sao kỳ vậy ta? Mình bấm chuột phải không được các bạn ơi. Đó, mình qua bên đây mình trồng thử coi. Cũng không được luôn. Nó bị lỗi gì vậy? Để mình đi ra ngoài mình trồng thử nha. Ừ, có chỗ nào trồng được không vậy ta? Trồng ngoài này lại được các bạn ơi. Thôi trồng được thì chắc mình cũng trồng ở đây luôn quá. Nói chung khá là lạ các bạn à. Đó, mình sẽ farm mấy cái cây này luôn nha. Đó, mình không hiểu tại sao trồng ở trong đó lại không được các bạn à. Có ai biết thì nhớ comment cho mình nha. Đó, mình trồng ngoài này luôn để mà lấy cái cây luôn.
Và thế là chúng ta đã có được mấy cây Bennett Detail rồi nè. Đó, ngon lành. Trời ơi, đây cũng là một họ của dương sĩ cổ đại luôn đó các bạn ơi. Đó, đem vào đây trồng thì lại được. Ơ, khá là hay các bạn ơi. À, thì ra là vậy, chúng ta có thể nhân giống bằng nhiều cách khác nhau ha. Và khi trồng Bennett Detail này á, các bạn có thể cho nó bột xương nè, để nó thành cái cây Tall Bennett Detail. Đó, nó sẽ phát triển lên những cái cây cao đó các bạn à. Thế thì mình sẽ bón vài cái cây thôi, số còn lại để cho nó tự phát triển lên nha. Đó, rồi, số còn lại để cho nó tự phát triển lên thôi. Đây, bên đây là hai họ của dương sĩ, Ancient Front, dương sĩ cổ đại và Tall Bennett Detail. Ủa, cái cây này nó cao 2 ô luôn các bạn ơi, cao bằng mình luôn nè. Ồ, hình như đây là dương sĩ cao thì phải, cũng khá là hay đó. Rồi tiếp theo mình sẽ trồng đó chính là Lycopodio Fighter nha các bạn. Mình sẽ đi vô đây mình cho thử hạt giống coi. Ui, nó vẫn không được luôn. Sẵn tiên mình sẽ cho luôn Cephalotasis. Ủa, vẫn không được luôn. À, vậy thì mình sẽ đi ra ngoài mình farm hạt giống đi. Chúng ta có nhiều cách mà. Đó, ra ngoài này thì trồng lại được các bạn ơi. Chung khá là lạ, mình cũng không có hiểu cái cách nó hoạt động sao luôn đó. Ui, rồi, cứ ra đang trồng các bạn ơi. Trồng rồi mình sẽ lấy mấy cây. Đó, cái lốc bên này thì lại trồng không được, mà lốc này lại trồng được các bạn ơi. Ui, sao lạ vậy ta. Để coi thử bên này nó. À, phải là cái đất dày 2 ô thì mới trồng được các bạn ơi. Ồ, thì ra là vậy. Đây, mình sẽ thử với bạn coi nè. Đó, cái sàn ở trỏng mình cũng làm như vậy các bạn ơi, chỉ dày có một ô thôi, hàng gì nó không có ra. Để thử Cephalotasis coi. Không được nè. Ồ, nhưng mà trồng ở đây lại được. Ui, cũng hay các bạn à. Thì ra là vậy, giờ tôi mới phát hiện ra đó. Không biết mấy cây này trồng nó có lan ra không ta. Để mình thử coi. Nãy mình quên với Bennett Detail rồi. Để vô mình phá mấy cây Bennett Detail thử nha các bạn ơi. Đó, và chúng ta đã farm xong hai cái loài cây còn lại rồi đó. Tiếp theo là Cephalotasis và Lycopodio Fighter nha các bạn. Đây, Lycopodio Fighter. Đây là một trong những cái loài cỏ cổ đại nha các bạn ơi. Nói chung nó cũng khá là giống cỏ hiện đại của Minecraft nè. Mình sẽ trồng một xíu thôi, thử nó có lan ra không ta. Đó, và chúng ta cho nó bone meal được không? Và để mình thử cho nó bone meal coi. Ờ, không được nè. Vậy thì thôi. Bên đây mình sẽ chặt bớt mấy cây Bennett Detail nha các bạn ơi. Chặt thử 3 cây coi. Thử nó có tự lan ra không nha. Và loài cuối cùng đó chính là Cephalotasis. Đây là cây thông đuôi bò nha. Đó, hay các bạn cũng có thể gọi là cây thông mận cũng được. Mình cũng sẽ trồng một mớ coi. Thử nó có lan ra không nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ trừ lại nhiêu đó đi. Hy vọng là nó sẽ lan ra. Mình cho nó bone meal được không? Ui, không cho nó bone meal được rồi. Cũng hay. Với những cái cây Tall Bennett Detail này thì khi click bằng bone meal á, chúng ta lại có thêm một cái cây Tall Bennett Detail khác nha các bạn ơi. Chung cũng khá là xịn sò đó. Chúng ta có thể farm bằng cách này nè. Đó, các bạn thấy không? Nó cho mình rất là nhiều luôn. Ui, vậy là cái loài cây này mình có thể nhân giống được nè. Rất là nhiều cái Bennett Detail luôn nè. Ồ, mà Bennett Detail cao luôn nha. Rồi, bây giờ đi kiểm tra coi mấy cái cây này nó đã lan ra chưa ta. Bên này nó vẫn còn 3 ô nè, nhưng nó không lan thì vậy. Chỉ có dương sĩ thì nó chỉ lan ra thôi nè. Ui, dương sĩ có cái hàng giữa nó cao vậy chữ các bạn ơi. Dương sĩ mình đập ra thử được cái gì không ta. Ờ, à, không được cái gì hết các bạn ơi. Vậy chữ ạ. Chúng ta sẽ để đó cho nó. À, khi đập ra dương... Ôi, nó lại lan ra nữa nè các bạn ơi. Ồ, khá là hay. Chúng ta có thể farm dương sĩ bằng cái cách đó cũng được. Ui, nhưng mà farm hên xui lắm các bạn ơi. Nói chung mấy cây này mình biết là chúng nó có thể lan ra được nha. Ồ, ta có thể thu lại những cái Ancient Fern Spot bằng cái cách này nè. Đó, nó lan ra nữa nè các bạn ơi. Nó lan nhanh vãi chữ luôn á. À, bên trên treo hình như nó vẫn vậy các bạn ơi. Nó không có lan gì cả. Cũng như là cái cây Cephalotasis nè, cũng vậy luôn. Và Lycopodio Fighter nó cũng như vậy luôn đó các bạn ơi. Thôi chắc mình trồng nó luôn nha, nó không có lan đâu. Không có như mấy cây dương sĩ gì cả.
rồi Cephalotasis nè. Và cuối cùng là những cây Benicitel nha các bạn ơi. Mình sẽ trồng nó ở cái dạng thấp đi. Đó, cho tụi nó tự phát triển lên nha. Ok, thế là tập ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong 4 cái loài cây cổ đại rồi đó. Còn lành cành đào liền. Phần tiếp theo của tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục một loài khủng long cũng khá là sừng sỏ nha các bạn ơi. Đó, khá là sừng sỏ trong cái giới ăn thịt luôn đó. Đó chính là Allosaurus nha. Em này mình nhớ mình hồi sinh khá là lâu rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội để mà thuần hóa nó. Để thuần hóa mấy con này ấy thì các bạn phải cần bật chế độ bình yên nha. Nếu không thì tụi nó sẽ tấn công các bạn đó. Và đây chính là một em Allosaurus đã phát triển hoàn chỉnh rồi nha các bạn ơi. Đó. Và cái độ tuổi sinh học của nó là 10 nha. Đây là độ tuổi sinh học chứ không phải là cái độ tuổi theo năm thôi các bạn ơi. Con này thì nó chưa được thuần hóa nè. Đang cũng khá là vui, nó sẽ không tấn công chúng ta đâu. Nhưng mà mình để chế độ bình yên cho nó chắc các bạn ơi. Tí mình đánh nó thì nó sẽ bị mất cái điểm vui vẻ đó đó. Để mình kiếm một con được một con cái đi, thuần hóa luôn cho nó gọn. Ui, trúng một cặp đây luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ tiến hành mình chém nó trước nha. Chúng ta phải chém nó còn 8 máu, tức là 4 trái tim á, thì sẽ thuần hóa được nha các bạn ơi. Đợi. Chém một phát nè. Ui, nó còn 15 máu rồi nè. Chúng ta đánh bằng tay đi cho nó chắc. Lỡ mình đánh bằng kiếm á, nó chết tụi nó nữa. Bọn này nó khá là ồn ào luôn đó. Ui. À, dưới 8 máu các bạn ơi, chứ không phải là 8 máu. Và con này nó đã bị xỉu rồi nè. Ui, đây là một con cái nha các bạn ơi. Thì khi nó xỉu này á, chúng ta sẽ cần một viên Scarab Game này nè. Để mà click chuột phải vào. Và ta là thế là mình đã thuần hóa được một con rồi nè. Ui, đi nó ăn hay là cái gì vậy? Đi nó ăn các bạn ơi. Giờ nó đang rất là vui luôn nè. Con này đã được mình thuần hóa rồi nha. Chúng ta có thể dùng cái cây whip này để mà cưỡi nó nha các bạn ơi. Xong một em Allosaurus rồi nè. Thì đây á là một trong 6 loài mà chúng ta phải thuần hóa theo cái cách đặc biệt nha các bạn ơi, chứ không phải là cái cách thường nữa đâu. Đó, Allosaurus cũng là một loài quái vật khá là ghê gớm luôn đó. Đây là con cái đúng không? Đúng rồi, đây là một con cái các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi thuần hóa cái con đực nha. Ui, con này sao đứng chung vô gốc cây làm cái gì vậy? Ui, đây đó các bạn ơi, đây chính là một con đực rồi nè. Đó, mình sẽ còn đánh nó xuống còn một máu, hên quá nó chưa chết các bạn à. Và bây giờ thì mình sẽ cho nó một viên Scarab Game nha, để mà trị thương cho nó. Ui, nó nhìn nó đau đớn nè bạn ơi. Trị thương như mày nè. Và chúng ta đã thuần hóa được hai em Allosaurus rồi đó. Con này thì chạy nó cũng không có nhanh như lắm. Nhưng mà được cái là nó to kinh khủng luôn các bạn ơi. Ui, kinh vãi chưởng hả? Con này thì nó không có nhảy được hả? Ui, nó bự vãi chưởng hả? Nói chung thì cũng khá là tuyệt vời đó. Và chắc tập ngày hôm nay đến đây thôi các bạn ơi. Tập sau thì chắc chúng ta sẽ đi thuần hóa T-Rex đó nha. Ui, mấy anh T-Rex này nó cũng khá là to luôn đó. Ui, nhìn kìa hấp dẫn chứ các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.